Và sau đây là phần tin về Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, Thủ tướng của Việt Nam, ông Phạm Minh Chính khuyến cáo Việt Nam sẽ phải chống dịch COVID-19 dài hạn trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng gia tăng kính thưa quý vị thủ tướng cộng sản Việt Nam, ông Phạm Minh Chính cho biết, quốc gia này có thể sẽ phải đối mặt với cuộc chiến chống coronavirus dài hạn, không thể dựa vào các biện pháp phong tỏa và cô lập vô thời hạn khi Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn đợt bùng phát nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Việt Nam đã điều động binh lính và buộc người dân của thành phố trọng yếu nhất đất nước phải ở trong nhà những tuần gần đây. Đây được xem là một trong các biện pháp quyết liệt nhất của Cộng sản Việt Nam để chống lại đợt bùng phát dịch. Trong buổi gặp gỡ các chuyên gia để nghe ý kiến về cách chống dịch, ông chính nói rằng những hạn chế đã gây ra khó khăn về vật chất và tinh thần. Các biện pháp này cũng buộc cho các công ty trong lĩnh vực kinh doanh cần nhiều lao động, bao gồm cả các nhà cung cấp cho các thương hiệu như Nike và Adidas phải tạm ngừng hoạt động. Sản lượng công nghiệp của Việt Nam trong tháng 8 giảm 7.4% so với một năm trước đó, trong khi xuất cảng của Việt Nam giảm 5.4%. Theo dự kiện chính thức, thì thu doanh bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giảm 33.7%. Ông Chính cho biết, việc ngăn ngừa các ca tử vong là ưu tiên hàng đầu và tiêm chủng là biện pháp chiến lược quan trọng của Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Y tế Cộng sản, thì chỉ có 2.9% dân số Việt Nam được tiêm chủng trong khi tỷ lệ tử vong là 2.5%, cao hơn tỷ lệ toàn cầu là 2.1%. Và bên cạnh đó, kính thưa quý vị, bác sĩ tuyến đầu chống dịch đi cấp cứu cho bệnh nhân bị công an chặn lại gây nhiều khó khăn, tin từ Sài Gòn. Ngày 3 tháng 9 năm 2021, trang Facebook Sài Gòn nhỏ đăng tải đoạn video bác sĩ Đỗ Kim Quế, là phó giám đốc bệnh viện thống nhất tại Sài Gòn, cũng là bác sĩ tuyến đầu tham gia cứu chữa cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Giả Chiến Đa Tầng Tân Bình đã bị công an ở chốt kiểm dịch gây khó khăn. Nội dung đoạn video dài 41 giây cho biết, bác sĩ Quế đang trên đường đến chỗ bệnh nhân để cấp cứu cho người bị bệnh, nhưng bị công an ở chốt kiểm dịch chặn lại. Ông Quế đưa ra thẻ nhân viên y tế của mình và cho biết ông đang đến Bệnh viện Thống Nhất để cấp cứu cho bệnh nhân đồng thời cảnh báo nếu như ông chậm về vấn đề chữa bệnh ở trong bệnh viện, thì tổ trưởng của chốt kiểm dịch phải chịu trách nhiệm. Lúc này, công an ở chốt kiểm dịch vừa quay đi video, vừa đề nghị ông Quế phải bình tĩnh. Nhưng ông Quế vẫn tiếp tục cảnh báo rằng ông không thể bình tĩnh, ông phải đi để cứu người. Mặc dù rằng ông Quế vẫn liên tục nhắc nhở là ông phải đi cấp cứu, nhưng phía công an Cộng sản vẫn không cho ông đi và gây nhiều khó khăn. Theo thông tin từ các trang truyền thông của Việt Nam thì hiện nay đã có hơn 2.000 nhân viên y tế tại Sài Gòn nhiễm dịch. Các bệnh viện đang trong tình trạng thiếu nhân viên y tế. Nhưng thời gian qua, các nhân viên y tế liên tục bị công an ở chỗ ở chốt kiểm soát dịch gây khó khăn, cản trở công việc khi đi cứu chữa bệnh khiến cho dư luận rất bất mãn. Và Bộ Y tế tại Việt Nam kêu gọi người dân khỏi COVID-19 tình nguyện để tham gia chống dịch. Tin từ Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 2021, ông Nguyễn Trường Sơn là thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản viết thư kêu gọi người dân chống người dân sống sống tại Sài Gòn đã bị nhiễm Covid-19 và đã được khỏi nên tình nguyện tham gia vào lực lượng chống dịch của nhà cầm quyền. Ông Sơn viết rằng dù rất hiểu những người mới vượt qua cuộc chiến tử thần với dịch bệnh nên cần có thời gian để dưỡng sức. Tuy nhiên, nhà cầm quyền rất cần sự chung tay đóng góp của những người đã khỏi bệnh trong thời gian này và họ có thể tham gia vào lực lượng phòng chống dịch của thành phố ở bất kỳ vị trí, công việc nào cũng được. Tuy nhiên, ông Sơn không hề nhắc đến chế độ hỗ trợ của nhà cầm quyền dành cho người tham gia. Lời kêu gọi này không biết những người đã vượt qua dịch bệnh suy nghĩ như thế nào, nhưng nó gây bất mãn trong một bộ phận dư luận mạng xã hội. Họ cho rằng nhà cầm quyền có rất nhiều tổ chức, hội đoàn được nhà cầm quyền bao cấp như Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội nông dân đoàn thanh niên, nghiệp đoàn, hội cựu chiến binh, hồng thập tự cùng với 21 tổ chức hội đặc thù theo quyết định 68 trên 2010 và uh, quyết định uh, TTG và 28 hội đặc thù theo nghị định số 45 trên 2010 NDCP với số lượng thành viên lên đến hàng trăm ngàn người trải khắp cả nước. Nhưng giờ đây thì nhà cầm quyền không huy động lực lượng này mà lại kêu gọi người dân nên tham gia. Theo thông tin ở trên báo Dân Trí vào tháng 6 năm 2016, các tổ chức, hội đoàn trên mỗi năm tiêu tốn hết 45.670 tỷ đồng cho đến 52.700 tỷ đồng, chiếm đến 1.7% GDP của Việt Nam trong năm 2014, với số lượng thành viên lúc này là 338.000 người, kính thưa quý vị. Và người Mỹ gốc Việt tổ chức hỗ trợ người tị nạn Afghanistan những người Mỹ gốc Việt đến Hoa Kỳ tị nạn hơn 40 năm trước và con cái của họ đang vận động để giúp đỡ cho những người Afghanistan do hậu quả từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Đã có nhiều nỗ lực di tản, bao gồm các chuyến bay vào Food Church sau khi Sài Gòn thất thủ vào năm 1975, mà một số người Mỹ gốc Việt cho biết đã nhắc nhở họ về tình hình gần đây tại Kabul. Nhà làm phim Kim nhà báo Thanh Tân cho biết, Bà cũng như là các bạn bè đã quyết định cố gắng tìm 75 gia đình người Mỹ gốc Việt để bảo lãnh cho số gia đình tị nạn Afghanistan tương tự. Bà Tân cho biết nhóm của họ được gọi là dự án Viet for Afghans, gần như lập tức đã nhận được hàng chục yêu cầu và hiện nay đang làm việc để kết nối các gia đình với các cơ quan tái định cư ở khu vực Seattle. Ông Nguyễn, người đã 41 năm làm việc về tái định cư cho người tị nạn với tổ chức từ thiện công giáo tại Los Angeles cho biết, ông đã gửi lời kêu gọi giúp đỡ bắt đầu từ đêm Kabul rơi vào tay của Taliban. Trong số những người đã đáp lại lời kêu gọi của ông có Traklak Cao Đỗ là chủ tịch của công ty Advanced Engineering Solutions là một nhà sản xuất các bộ phận tự động và hàng không gian ở ngoại ô Dayton, Ohio. Ông Đỗ 64 tuổi cho biết ông đã đề nghị thuê 15 người Afghanistan mới đến và giúp bảo lãnh gia đình của họ. Những người khác đang tổ chức để cung cấp nhà và quyên góp tiền mặt. Chính quyền Biden cho biết có khoảng 50.000 người Afghanistan sẽ được phép đến Mỹ mà không cần visa, cho phép nhập cảnh vào nước này vì lý do nhân đạo. Và kính thưa quý vị, nữ nghi can ở Wichita bị buộc tội trong vụ mưu sát một người gốc Việt vào chiều thứ sáu là Troya McBurn 34 tuổi xuất hiện trước tòa quận Sedgwick và bị buộc tội về cái chết của ông Hồng Nguyễn, 49 tuổi, tại Wichita. Nghi can bị cáo buộc là mưu sát ở cấp độ 1, có chủ đích và tính toán trước. Thẩm phán thiết lập tiền thế chân tại ngoại là 250.000 Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, cảnh sát cho biết một phụ nữ ở Wichita đang bị giam giữ vì tình nghi mưu sát cấp độ 1 sau khi thi thể của một người đàn ông được tìm thấy trong một con hẻm vào chiều thứ ba. Một người qua đường đã tìm thấy thi thể của ông Hùng Nguyễn, 49 tuổi, ở Wichita, phía sau của một công ty ở khu phố tọa lạc tại 7800 East Harry vào khoảng lúc 4 giờ 30 phút chiều. Người đi đường tưởng rằng ông Hùng Nguyễn bị bắn cho nên đã gọi 911. Khi các thám tử của sở cảnh sát Wichita điều tra về cái chết, họ được biết là ông Hùng đã được nhìn thấy cùng với một người phụ nữ trước đó cùng ngày. Họ nói rằng người phụ nữ được xác định là Latoya McCorn. 34 tuổi. Họ đã liên lạc và bắt giam Latoya. Cảnh sát tin rằng nạn nhân Hùng Nguyễn và McCurn không quen biết nhau trước đó và nghi can đã đâm ông Hùng sau khi ông làm cô nổi giận. Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, McCurn cho biết tiền án phạm nhiều tội khác ở Texas. Nghi can vừa mới ra tù ở Texas vì các cáo buộc có liên quan đến tội danh đốt phá tài sản trước đó. Phía cảnh sát thì nói rằng họ sẽ trình bày sự việc với văn phòng biện lý của quận này kính thưa quý vị và một lần nữa là những thông tin thương mại của đài truyền hình SET Diễm Linh sẽ trở lại ngay với tin văn nghệ và đời sống.